Đây nè cô chị nha, cái này là đường Mạn Đạo nha, à, đường Xanh Đạo nè, đường Xanh Đạo của con á là ông cha mẹ mình sinh ra là cái thân thể, nhưng mà cái linh hồn đó là cái tâm linh của mình là gọi là thiên đình, à, đây cô chỉ nè, tới đây nó ngắt đúng chưa, tới đây nó ngắt không, mày rất là cao vọng nhưng mà mày không đủ khả năng để mày ăn học đúng chưa, đó không, rồi nó mới từ đây là tự con tìm tòi học hỏi, con đi xuống tới đây thì bị cái dấu thập này cô sẽ nói với con là mày hơi bị điên điên nha, tao nói là mày đúng à chứ tao không có nói tầm bậy à, mày hơi bị điên điên.